Kính thưa quý vị, người Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và xin chào anh Mùi Thưa Anh. À, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi Kinh, chào đến quý vị kháng thính giả của trường hình Việt Nam. Xin chào Nguyễn Xuân Nam, Thưa Anh. À, tối nay có cảm giác lạnh không? Rồi, ngày hôm nay lạnh Thưa Anh Nam. À. À, à, sáng tôi... á, thì nếu dự định độ C thì khoảng là 1 độ C anh. Đến trưa thì khoảng là 2 độ C. À, ra đường cũng lạnh lắm anh không biết anh ngồi ở văn phòng của lạnh không chứ mùi ừ, ngồi chiều, ở văn phòng mà tự dưng là cảm giác thấy nó lạnh quá. À hả? Tôi coi cái, <laughs> cái hàng tư biểu thì mới thấy là 52 độ. Ừ. 52 độ là ép thì bao nhiêu độ C anh? À, 52 là để một phần năm khoảng cả một độ C năm ngày. Ừ. Như vậy là nó thời tiết đang rất là lạnh. Chúng tôi đang khi mà cảm giác lạnh quá thì nhìn ra cái lấy cái cái cell phone bật ra coi thử là bây giờ mấy 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 độ thì thấy thời tiết 52 độ F thì đến mùa đang tính cho thử còn bao nhiêu độ C của vị thấy giật mình tại vì mấy hôm nay đó ngoài miền Bắc California và nước Mỹ đang bước vào mùa đông nhưng cái điều nữa là cơn những cơn bão nó đang vào nước Mỹ đã ảnh hưởng ít nhiều ở các tiểu ban từ khắp nước Mỹ Dạ khoảng <laughs> đúng đầu 50, 50 độ F tương đương khoảng là 11 11 độ C thưa anh. dạ, 11 độ C Dạ. như vậy như vậy ở Việt Nam từ từ là bao, bao, bao nhiêu độ C ở Sài Gòn ở mình ngày xưa là thường thường là bao nhiêu độ C anh ba mấy độ phải không? À, 35 độ, ừ, khoảng 35 độ. Yeah. Bây giờ 11 độ rồi hơi lạnh thưa quý vị. Rồi. Bản tin đầu tiên mà anh Mùi sẽ đưa đến quý vị bản tin gì thưa anh? À, thưa anh Sơn Nam thì hôm nay mình nói bản tin tục và có liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump và đồng thời liên quan đến cái vấn đề thưa anh thì hiện nay cái vấn đề mà đe dọa hành hung rồi dọa nạt đánh đập và các đối tượng thì như là công tổ viên giống như thẩm phán là càng ngày càng càng lồng hành thứ anh cái điều này đều rất đáng sợ thì đây là một bậc chứng để chúng ta cảnh cảnh giác và cảnh cáo luôn và đồng thời thì thứ anh thì hiện nay thì hình như ngày nào cựu tổng thống trong cũng có những có những lời phát biểu bây giờ những cái lời phát biểu của cựu tổng thống trong thì các uh, uh, những chương trình một truyền hình truyền thanh lớn nhất là họ 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 phải làm cái chuyện là phát chắc là kiểm tra thực tế thưa anh Đã. thì thì tổng thống ngày hôm nay phát biểu như thế nào mà người ta phải phát chắc rồi liên quan đến vấn đề cái nền kinh tế của Hoa Kỳ Ở cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì một số nhà kinh tế và các nhà mà, mà, mà nghiên cứu đến thị trường á thì người ta kỳ vọng phép sẽ cắt giảm lãi suất sáu lần trong năm 2024 người ta lo sợ suy thoái kinh tế có thể lan rộng khắp nước Mỹ thưa anh. À. Ừ. Thì tuy nhiên cái nhìn của chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang ở Atlanta ở La Bautista, thì ông có lạc quan hơn. Do đó hai cái bản tin này để quý vị thấy rằng là có thể là mình chuẩn bị cho một cái, cái, cái điều gì về cái nền kinh tế cho năm 2024 không có mấy nó sang sụn cho lắm thưa anh. Ừ. Và đó là những bản tin trong ngày thưa anh thì thưa anh thì uh, uh, trong tuần này này những nhận báo tin ngày hôm qua mình có đưa tin rồi thì cựu tổng thống sẽ là có những cái phiên tòa trong uh, tuần này và tuần tới thì nói chung trong tháng giêng này thì cựu tổng thống là có ít nhất là những cái ngày quan trọng của ông ta tức là những phiên tòa <laughs> thì phiên tòa trong tuần này này thì là một phiên tòa gọi uh, là phiên tòa dân sự thôi anh Nguyễn Xuân Nam nhưng cựu tổng, tổng thống, Trump á, thì à, là ông in trong tờ tờ giấy tờ flyer tờ quảng cáo à, thì ông ta nói ông tuyên bố thế này này à, những cái phiếu tòa làm những phiếu tòa như thế này á, là những phiếu tòa sắp tới đây là trong tuần này này là cái mục đích là làm ngăn chặn chuyện dịch tranh cử của ông ta mà thôi nói như vậy bây giờ ông thừa cho tòa án và điều này ông nói ông muốn nói đến cử trí và những người ủng hộ của ông ta nó tôi muốn đến uh, gặp các cử tri của tôi mà cái bàn quý bạn thấy không tôi tôi dành thời gian của tôi rất nhiều để tôi gặp quý vị ở nhân cả các phiếu tòa này này nó ngắn chân tôi nó không cho tôi để gặp quý vị ở tức là nó ngắn chân chuyện tranh cử của tôi thì cựu tổng thống trump là đối tượng của một cuộc kiểm tra thực tế tức là vào ngày hôm nay khi mà ông tuyên bố như vậy đó thì các các chuyên gia pháp lý thì ngày hôm nay tìm thấy những cái tờ rơi hoặc là gọi là tờ flyer anh nam anh fly, ừ. flyer thì anh thường thường là anh dịch như thế nào anh nam truyền đơn ở à, truyền đơn hả <laughs> à. đó là hoạt những cái tờ quảng cáo đó mà mình mình thông thường ở Việt Nam gọi là tờ rơi đó anh nam phải không à ở tờ gọi là <laughs> ở tờ quảng cáo bầu cử của ông Trung tuyên bố rằng là các vô kiên tài to án À, không ngoài mục đích làm ngắn chừng là chuyện dịch tranh cử của ông mà thôi ông nói như vậy thì sau một cái ý, một cái email của ông Trung gửi tới những người ủng hộ ông ta được lan truyền cách rộng rãi à, có nội dung như tờ quảng cáo ở trên thì chuyên gia pháp lý của MSNBC tức là bà Lisa Rubin bà lên à, làng sản phạt thanh ngày hôm nay này thì bà để giải thích những cái lời mà ông Trung nói á là bà nói thế này là cái tòa án chứng sự á, là bây cái tòa án mà hôm qua mình còn nói chuyện tức là là có thể lên đến 370 triệu anh Nguyễn Xuân Nam thấy không? Thì bà nói là cái tòa cái, cái tòa dân sự này không cần ông Trung phải ra hầu tòa trong tuần này là cái, cái, cái vụ kiểu dân sự này của ông đó đâu bắt buộc ông đâu mà ông ta nói là phiên tòa đã có như là làm ngắn chân điện thì chuyện dịch tranh cử của ông Nó tức là bỏ cho ông lại đó ông nói như vậy á thì bà Lisa Rubin mà nói rằng ông Trump không cần phải ra hầu tòa trong tuần này vì các vụ kiện đó à, không phải bắt buộc cũng không phải là nghĩa vụ của ông của ông ta nữa trên à, đến thực tế không có trường hợp nào cựu tổng thống Trump bắt buộc phải tham dự đến mức mà chính ông ta và những người được ủy quyền của ông ta coi đây là những yêu cầu coi đây là những nghĩa vụ bắt buộc anh ngữ này mà ông ta ừ. nói như vậy à, thì ông Trump đã nói với những người theo ông á, ta là người ủng hộ ông á, thì ông Nên này không có gì mà tôi muốn làm hơn là dành mỗi ngày trong diễn dịch tranh cử của tôi để nói chuyện trực tiếp với những cử tri của tôi giống như quý bà chẳng hạn. đồng việc trên email như vậy. việc Thì trong tuần cuối tuần này tôi được cho sẽ là bắt buộc rời khỏi chiến dịch tranh cử của tôi và phải vòng vào phòng sư án vì những cuộc săn lồng vô thủy dạ màu ở cả New York và kể cả Washington DC tức là đây là bùng của những con quái vật <laughs> ông, ông ông ta viết email cho những người mà ông họ ông ta như vậy thì bà Lisa Rubin mà bà, bà tất quả bà giải thích thế này Trung không ở đó với tư cách là một khán giả nữa ông ta đến đó với tư cách là một khán giả mà thôi mà cũng không bắt buộc ông cũng cũng không ông cũng có nhiều vụ để nữa anh Nam đó. Ừ. thì vào ngày thứ ba các cuộc đối chất bắt đầu tại tòa phúc thẩm ở khu vực Washington DC nơi mà các luật sư của ông Trump sẽ lập luận rằng ông có quyền miệng trừ truy tổ tổng thống à, và cấm cổ gắng là cổ vấn đặc biệt là ông uh, Jack Smith truy tổ ông về tội can thiệp bầu cử thì tuy nhiên vào thứ năm á, <laughs> thì cả cuộc tranh lùng cuối cùng sẽ diễn ra trong phiên tòa xét xử gián lần dân sự ở New York chống lại tổ chức Trump tức là Trump Organization với cái vụ án này lên đến 300 70 triệu thay vì 250 triệu như trước đây. Thế như cái vụ án này thì không cần ông Trump đến đó. Mà tại sao ông Trump nói tôi phải bắt buộc đến đó? Nó là không có đông. Theo bà Lisa Rubin mà nói như vậy. Thì bà Lisa Rubin nói thế này, một lần nữa cựu tổng thống Trump không có vai trò gì ở phiên tòa đó cả. Đó là một loạt lập các lực lượng được đưa ra trước thẩm phán. Đó là một phiên tòa không có bồi thẩm đoàn. Mà cái điều này luật sư của ông Trump là cái 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 lô của của, của, của à, luật sư ông Trọng. Thì trong khi mà statement á thì có một cái ô giữa có như là cần có bồi bộ, bộ thẩm đoàn hay không? Thì không có đánh đó. Thế như vậy là phiên tòa này không có bộ thẩm đoàn. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ khi mà phiên tòa kết thúc hoặc là khi mà tòa tạm nghỉ á thì chúng ta có thể nhìn thấy là cựu tổng thống nước trump sẽ làm những gì mà ông ta đã từng làm uh, trước cho vụ án trước đây rồi có thể là ông ta xuất hiện hay là ông đổi mặt với camera à, tức là các phóng viên này cái nào ở hành lang ở hành lang phòng xử án chẳng hạn để làm gì để ông kích động vậy làm gì nữa để ông hoạt động gây quỹ theo những sau nào Thế thì từ đó là có thể mục đích của ông đến đó chứ chứ chữ không phải là ông có nghĩa vụ hay là bắt buộc đến đó làm à. <laughs> thì đó là phép trách của ngày hôm nay là như vậy thì cựu thường nghị sĩ Clare McCaskill à thuộc đảng, đảng dân chủ thì cho rằng ông Trump đã lối kéo chuyện dịch tranh cử vào phòng sự ả một cách có hiệu quả. Để cái điều này, cái điều này anh em mình nói rất là nhiều lần rồi. Coi như là từ những phiên tòa nào ông để nội dụng như là một một cái cơ hội cho ông để mà ông là đây là một chuyện dịch tranh cử của ông mà thôi. Để cho các phóng viên rồi các camera rồi biết báo báo chí thì theo ông thường nghị sĩ cựu thường nghị sĩ Maskaskill ông nói thế này ông Donald Trump tham dự những sự kiện này không phải vì ông ấy cần mà không phải vì ông ấy phải làm như vậy không phải vì đó là lợi ích hợp pháp tốt nhất của ông ấy mà vì ông ta muốn là show up hay là đưa tin cho mọi người thấy là những gì ở trong tuần này và ông ta là kích động những người ủng hộ với ông ta là ông ta cho rằng là ông ta là nàng nhân của cuộc săn lồng phù thủy hay vụ khí hóa chính trị cho những nào thì ngày hôm nay là phát trách ông như vậy đó thì ông nói là như vậy cho tôi án ta vì tôi án đó bắt tôi đến Chứ đó tôi không là nhằm ngắn chừng chuyện dịch tranh cử của tôi đó. thì sau này tôi thất bại hả nói Tại ta vì chuyện đó đó à, hoặc là sau lưng lên những phiếu tòa này hoặc là sau lưng bộ tư pháp là chỉnh quyền Joe Biden thân như thế nam Tự nhiên là ừ. ngày đấy phát chắc theo bà Lisa Ruim, bà lực tại trường này, trường này không có, không ai bắt buộc ông đến. Và nếu cho ông ta đến chỉ làm khoảng dạ mà thôi. Các anh. Có một câu mà Việt Nam nói hay lắm Dân ông hay nói đi chết liền ạ. Tin người <laughs> chết liền á <laughs> Ông Trâm thì ông cứ nói cho vui chơi vậy mà không thì, không thì anh nói là vui chơi như vậy thì khi nào anh cũng nói bài thưa anh Nam nhưng biết bao nhiêu người họ vẫn tin như vậy anh ừ. anh thử xem những cái youtuber anh anh thử xem những cái chương trình truyền hình uh, mình 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 không nói là, là cộng đồng người Mỹ cộng đồng người Việt Nam họ vẫn tin anh họ oh, họ vẫn tin đó thì họ họ đâu biết là cái là cái, cái, cái cái, cái phiên tòa dân sự này là sự si Trump Organization tức là tổ tổ chức kinh doanh của Trump Organization à, ông đến cũng được ông không đến cũng được không có bắt buộc đó. À, đó thời gian vượt đi tranh cử được cho đâu, đâu phải cấm đến đó À, đó là mà ông đưa ra những tờ rơi là những tờ mà à, quảng cáo của ông ta thì, và email thì ông nói rằng là à, vì những phiên tòa đó chứ đó là ông bỏ chân ông lại cái đó là ông không là ngăn chặn ông được vẫn đi đi uh, tham gia chuyện chuyện dịch tăng cường à. cho đó anh anh đừng là anh estimate tức là những người không tin họ vẫn tin như thường ăn à. <laughs> rồi nam tiểu đây cũng từng đã, đã, nghe rồi là là những người mà ủng hộ ông Trung á, là họ quá khích lắm họ đe dọa người đe dọa người khác anh còn nhớ là hai mẹ con của uh, ở Georgia yeah. mà phụ trách về phong phiếu á anh còn nhớ không nhớ yeah. khi mà ra tòa là ông Giuliani bị phạt khoảng 148 triệu á không bạn bị đe dọa như vậy á khi mà ông Giuliani là đưa một cái của video À, tức là là cho cho biết là hai mẹ con bà này có như là uh, gian lần số phiếu là, là là lấy thông phiếu ở dưới đất rồi uh, uh, làm thế nào để cho ông cho bà có phiếu nhiều hơn ông Donald Trump uh, thì khi ông Giuliani đưa được cùng phim mở mà mờ ảo như vậy thì uh, sau đó thì cựu tổng thống Donald à đúng rồi uh, tức là những người những người mà lừa đảo những người này mà đánh cắp uh, là phiếu thì anh biết là là khi khi mà ông Trung với ông Duy nói như vậy thì một số người ủng hộ ông Trung đe dọa hai, bà, hai mẹ con bà này liền anh hiểu không thì ghê lắm bởi vậy do đó trong cái thời kỳ mà các à, mà dân biểu vậy à, thì cũng bị đe dọa đến tính mạng luôn chắc phải là đe dọa mà hành không được không đó anh Nam do, do, đó vẫn cái vấn đề mà đe dọa để càng ngày càng lộng hành thì khi mà cựu tổng thống Trung ta là có những cái phiên tòa rồi á thì anh thấy rằng là À, ngay có những sự đe dọa đến uh, các công tổ viên này để các thông phạm luôn à, thì dù như dân dân thường dù như anh mình anh em mình đâu có giảm là hữu hệ chứ đến uh, vẫn đề mà nhân viên của tòa án chứ đừng đừng nói đến mình thẩm phán là công tổ viên nữa anh anh này không? Đó. À. <laughs> để anh nghe cái bản tin ngày hôm nay này À, là, anh biết là thẩm phán là chắc hình cho trong vụ kiện nội lực lực ngừa là cái quả bầu cử ông Trump đã bị đe dọa hành hung. À, thì vào ngày hôm nay thì cảnh sát đã phản ứng vào tối chủ nhật cái tiếng ngày hôm nay à mà cảnh sát đã phản ứng vào tối ngày chủ nhật trước một cuộc gọi là đánh độc hay là hành hung hoặc là squat á và có một báo cáo sai về vụ nổ sống tại nhà của một thẩm phán tại quần hạt Hoa Kỳ là đó là bà Tania uh, à, bà là, là thẩm phán chủ kỳ của vụ án hình sự buộc tội cựu tổng thống Trump là ông ta nhằm nỗ lực lực ngừa cái cuộc quả bầu cử của năm 2020 khi mà ông ta thất bại cuộc bầu cử do đó là cái, lúc khoảng cả 10 giờ tối ngày chủ nhật thứ hai à, thì có một cuộc, cuộc gọi như vậy à, cảnh sát học phạm ứng thì vụ việc này đánh dấu là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công đánh đập hai hành hâm hoặc squat đó, trên toàn quốc trong đó có các cá nhân đạo báo cáo sai sự thật về tội ác đang diễn ra và nhằm gì nhằm kích hoạt các phản ứng khẩn cấp của cảnh sát và yêu cầu cảnh sát phản ứng đến là từng cái địa điểm cụ thể theo báo cáo của cảnh sát đó, thì cả các sĩ quan cảnh sát của quân Colombia đã đáp ở một cuộc gọi sau 10 giờ tối thì hôm chủ nhật đưa tin về một vụ nổ súng tại một khu dân cư ở Washington báo cáo không nêu rõ tên thẩm phán nhưng là cảnh sát đã cung cấp một bản sao là để đặt lại yêu cầu xác nhận một vụ việc tại nhà của bà ta tức là bà thẩm phán Chakkinthran thì theo báo cáo của cảnh sát một đối tượng giấu tên tại nơi cư trú đã nói với cảnh sát rằng bà ấy tức là bà chắc chắn không không có bị thương tích gì hết và trong nhà không có ai hết à, cảnh sát không tìm thấy tang vật gì ở hiện trường thì hôm thứ hai phát ngôn nhân của thẩm phán Chuckin đã không trả lời những bình luận về tin tức đã được NBC và CNN đưa tin trước đó thì vụ việc xảy ra trong bối cảnh lo ngại là số lượng là mỗi đe dọa càng ngày càng tăng đối với các thẩm phán trên toàn quốc <laughs> thì dù ở các sở thôi là một phụ nữ đã bị bắt vào tháng 8 và bị buộc tội, tức là bà này bà đe dọa giết chết bà Chicken anh nam thấy không? là một cuộc thẩm phán như vậy, tức là chủ trì vụ án hình sự ông Trung mà anh thấy là là cũng bị là những người mà họ uh, ủng hộ ông Trung uh, đe dọa như vậy. thì tòa phúc thẩm liên bang vào ngày mai, tức là thứ ba đó uh, sẽ xét xử đơn kháng cáo của ông Trung một đảng viên đảng Cộng hòa à, về phản quyết của Chacon là từ chối nỗ lực bác bỏ các cáo buộc bầu cử dựa trên tuyên bố lầm miệng từ truy tố của ông ta. À, tức là vào ngày mai này, tức là thứ ba. Thì công tổ viên đặc biệt Jack Smith à, <laughs> ông ta là ông ta là, là người truy tố đó. đã, đã lập luận rằng Trung đang hành động bởi tư cách là một ẩn cử viên chứ không phải là hành động của một tổng thống khi ông gây áp lực buộc các quan chức phải lật ngược kết quả bầu cử và khuyến khích những người ủng hộ ông ta tuân hành tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Cái hành động đó là một hành động ứng cử viên, cũng phải là hành động của một tổng thống. Thì công tổ viên đặc biệt là ông George Smith đã cáo buộc ông Trump có âm mưu đa hướng nhằm cả trở việc kiệp kê và chứng nhận kết quả thất bại năm 2020 của ông ta điểm cao là gì điểm cao là vụ tấn công ngày 6 tháng giêng thì ông Trung đã không nhận tội đối với các cáo buộc là gồm là lừa lừa gạt chính phủ và đồng thời cái tội gọi là cản trở quốc hội thì hoạt động trong vụ án trước khi mà bà Chakin à, à, tạm dừng là, là do kháng cáo bên phía ông Donald Trump thì điều này có thể trì hoãn thời gian bắt đầu phiên tòa dự kiến vào ngày 4 tháng 3 vụ vụ án này là một trong bốn vụ truy tố hình sự mà ông Trung phải đối mặt trong năm nay khi ông ta cũng đang tìm cách là lấy lại tòa bạch ốc Nguyễn Xuân Nam. <laughs> Thế Nam thấy không? <laughs> cái vấn đề mà bây giờ đe dọa hành hung rồi uh, ngay đến tỉnh mạng bây giờ càng ngày càng càng càng, càng, càng tăng anh, anh Nguyễn Xuân Nam thì ngay cả các thẩm phán ngay cả các uh, là công tổ viên thì thấy là rất là bất ổn không biết anh Nam có cái, cái, cái tin tức gì bổ sung thêm cái 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 cái, cái, tin ngày hôm nay thưa anh à rồi đi bây giờ trở lại cái vấn đề cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thưa quý vị thì mặc dù cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua thì các nhà Uh, phân tích về uh, tài chính cũng những phân tích về kinh tế thì cho rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ là trong tháng 11 và trong tháng 12 là thị trường lao động cũng vượt mạnh như vậy. Thì tuy nhiên một cơ số uh, là nhận định rằng tức là có thể sang năm, à, tức là năm nay, tức là năm 2024 là Fed, là cục dự trữ liên bang sẽ cắt giảm loại sức đến sáu lần. Vì sao? Vì người ta đang lo ngại suy thoải kinh tế đang lan rộng ở khắp nước Mỹ. Và thị trường Việt làm có thể là xấu đi. À, thì đây là một cái bản tin mà có thể là báo động cho mình biết rằng là um, năm 2024, tức là năm uh, tổng tuyển cử tức là cả vị trí đứng đầu đó đó là chức vụ Tổng thống. Thì uh, uh, một uh, phần hy vọng rằng là những các cái chính sách của tổng thống Joe Biden thì có thể là uh, làm cho cái 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 cái, 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 cái suy thoái có thể giảm nhẹ đi uh, thì hy vọng như vậy và một phần thì uh, nhờ là uh, sự quản lý một cách chặt chẽ và giảm sạc chặt chẽ của cục trị lớn bang về cái thị trường cái uh, nền kinh tế có thể làm cho cái nền kinh tế có thể dìu xuống nhưng có thể rơi vào suy thoái thì uh, tuy nhiên À, là các chuyên gia thị trường à, trong đó là có ông à, Jill Masters của MetLife thì ngày hôm nay nói với CNBC rằng là nhận được các giảm đó à, tức là ít nhất là 6 lần trong năm nay á, sẽ diễn ra khi nền kinh tế lại giảm dần giảm dần là có thể rơi vào suy thoái lan rộng khắp nước Mỹ à, đó là là chuyên gia thị trường uh, Joe Masters của um, MetLife là ông ta nhận định bởi CNBC như vậy. <laughs> ông ta nói thế này, thị trường Việt Nam có thể nhanh chóng sụp đi. À, thì mặc dù số lượng việc làm có vẻ mạnh mẽ trong tháng 12 vừa qua, à, tức là à, 3 tháng cuối năm của năm 2023, tức là cuối quý là thứ tư đó, thì à, theo chiến lược gia trưởng, thị trường là ông um, Joe Master của MetLife Investment thì thị trường có thể mong đợi là sáu lần cắt giảm lãi suất từ cục dự trữ liên bang việc tắt là FED là Fed vào năm 2024. lý do như thế nào? Là lý do do cuộc suy thoái đang dần dần lan rộng khắp nước Mỹ và thị trường công ăn việc làm tức là labor market là có nguy cơ là càng ngày càng xấu đi. À, chúng tôi đang theo hướng ôn hòa vì chúng tôi dự đoán là sẽ có suy thoái. Đó là một trong những nhân viên kỳ cựu của Wichel cho biết trong một cuộc phỏng vấn bởi CNBC vào ngày hôm thứ sáu vừa qua. Điều mà tôi gặp khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận trong lúc này là ý tưởng về việc cắt giảm lãi suất và hạ cảnh mềm, à, là hạ cảnh nhẹ nhàng á, khi mà chúng ta có tỷ lệ làm phạt trên ba phần trăm thì sáu lần mà cắt giảm lãi suất thì ngụy ý rằng là Fed ta cộng dự trữ lớn bao sẽ cắt giảm lãi suất khoảng là 150 điểm về căn bản ở gấp đôi mức mà các ngân hàng trung ương đã đưa ra trong năm nay tức là đầu năm nay theo ông master cho biết rằng những cắt giảm đó sẽ diễn ra khi mà nhiều nơi trong nền kinh tế rơi vào cái tình trạng gọi là có cùng trở lại hoặc là suy thoái đó đồng thời chỉ ra cái số lượng càng ngày càng tăng các cái tiểu bang dường như đã bước vào thời suy thoái rồi. À, theo báo cáo, một cái chỉ số rất là trồng khớp ở cả các tiểu bang mới, ở cả, à, à, ở cả tiểu bang, tức là chỉ số mới nhất ở đây, ấy, của Fed ở um, Philadelphia, thì họ cho biết rằng là ít nhất là 21 tiểu bang đã chứng kiến nền kinh tế họ đang suy thoái trong tháng 11, tức là cách đây khoảng 2 tháng thì các lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu thì do điều kiện về tài chính thắt chặt gây thiệt hại cho nền kinh tế của các tiểu bang đó. Theo viện quản lý cung ứng, từ hoạt động sản xuất đã giảm đến tận đến hôm nay ta là là tháng thứ 14 liên tiếp rồi. À là, là, là tận đến tháng 12 á trong khi đó lĩnh vực và dịch vụ thì hầu như không gặp khó khăn gì. Đó là ông ma cho biết như trên. Và mặc dù báo cáo việc làm trong tháng 12, nếu chúng ta nhìn bên ngoài có vẻ hấp dẫn lắm, nhưng thị trường lao động của Mỹ thực sự là có thể tồi tệ hơn những gì mà nó thể hiện ở bên ngoài như vậy. À, thí dụ, một số tiểu bang đã chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp trung bình là trong 3 tháng của họ là tăng khoảng là 0,5 điểm phần trăm so với mức thấp gần đây. Thì theo ông Mattus tôi lưu ý rằng nhiều tiểu bằng trong tháng 11 là là họ chứng kiến là sự suy thoái đang là mất mẹ xảy ra so với tháng 10. Thị trường việc làm cũng quý vị cũng biết rằng là khi mà nó lên rất lên rất nhanh mà khi nó tăng tăng vỡ cũng rất là nhanh chậm lắm. À, thông thường là khi vào cái thời điểm gọi là bình minh của cuộc suy thoái tức là suy, bắt đầu suy thoái thì quý vị thấy rằng thị trường nó lao dốc rất là mạnh lắm. À, thì điều đó có thể gây ra rắc rối cho kinh hình kinh tế của Hoa Kỳ. À, thì một quốc gia đã chứng kiến cái tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hầu hết trong những năm qua, à, đặc biệt là trong à, năm mà có đại dịch COVID-19 Thì ông Thích ông nói thế này, thì khi mọi thứ sụp đổ thì chúng sẽ sụp đổ một cách nhanh chóng lắm. À từ khi mà cái tỷ lệ việc làm bắt đầu tăng cao á, hơn á, thì nó có xu hướng tăng cao một cách nhanh chóng từ quý vị thấy khi mà bình minh suy thoái tức là khi một suy thoái bắt đầu thì quý vị thấy rằng là thị trường lao động nó sụp đổ một cách nhanh chóng mà khi mà cái tỷ lệ công việc làm bắt đầu tăng cao thì quý vị thấy nó tăng cao rất là nhanh khi mà cái cái cung việc cầu khi khi mà 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 có nhu cầu thì quý vị thấy rằng là uh, cái, 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 cái lực lượng lao động và cái thị trường lao động rất là uh, là tăng rất là nhanh À, những thành phần khác của Wall Street ở trong đó có Dersbren hoặc là và Sotegeneron đã cảnh báo về rủi ro suy thoái kinh tế rơi vào năm 2024. Thì mặc dù các nhà đầu tư thường trông chờ vào triệu vòng là hạ cảnh mềm của nền kinh tế của Hoa Kỳ nó không nó, nhìn chung, thì một số nhà đầu tư thì họ trông chờ là uh, Fed này và cái nền kinh tế nó từ nó điều chỉnh lại á, thì nó nó hạ cảnh một cách hạ uh, cảnh mềm mà thôi à, tức là nó nó không có nó 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 dao động nhiều. À. Thì trong khi đó uh, uh, Fed uh, New York á, thì đã dự đoán là có đến 63% là khả năng nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái vào cuối năm nay tức là cuối năm 2024 còn công nghệ là sau cuộc bầu cử đó à, thì đó là phép của New York. thì tuy nhiên à, chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang là ở Atlanta, ông là ông um, Jeff uh, thì ông ta lạc quan hơn. người ta ông lạc quan như thế nào? thì theo Bloomberg thì chủ tịch ngân hàng uh, dự trữ liên bang ở Atlanta, đó là Rob Bostic, cho biết thì quý vị thấy là làm phát hiện nay càng càng, càng lúc là càng giảm à, thì theo ông bó thích ông nói thế này là làm phát đã giảm nhiều hơn là ông mong đợi và hôm nay đang trên đường đạt được mục tiêu mà favor là thích nhất của quý vị trưởng lương bang đó là hai phần trăm thì ông ta nói thế này bây giờ là mặc dù còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng à, đó mà nhưng nó cái, cái 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 cái, làm phát trên đường giảm để cái mục tiêu của phép rồi đó ở ông ta nói thế này hôm nay chúng tôi đang trên cho chứng kiến là uh, uh, làm phát trên đường đạt đến 2% uh, thì đó là ông Bo sẽ cho biết vào ngày hôm nay như vậy trong cuộc thảo luận ở câu lạc bộ gọi là Rotary ở Atlanta thì mục tiêu là bảo đảm là chúng tôi luôn luôn đi động hướng. À, thì chủ tịch uh, quỹ bang ở Atlanta đã trích dẫn các biện pháp lạm phát trong 3 và 6 tháng cho thấy là áp lực giả tiếp tục hướng tới mục tiêu của ngân hàng trung ương. Đồng thời tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp hơn nhiều dự báo của các nhà kinh tế và mức tăng lương đang vượt quá cái làm phát. À, cái điều này thì quý vị thấy rằng là nếu cho công nhân nhân viên thì mức tăng lương của họ thì bây giờ làm phạt khoảng là 2% phần đi hoặc là sáu ba phần đi nữa thì mức mức lương là, là có thể tăng lên đến bốn vẫn bằng tức là bước của cái, cái làm phát thì mang lại cho nên người tiêu dùng nhiều cái sức mua hơn là một xu hướng mà ông Bostic tức là chủ, là chủ, tịch quỹ dự trữ Atlanta là cho biết ông kỳ vọng cái điều này sẽ tiếp tục và ông ta nói thêm như thế này hiện tại là chúng tôi đang ở một vị thế rất là vững chắc và đồng thời cho biết là thêm rằng các nhà hoạt định chính sách có thể tiếp tục để mà chính sách tiền tệ vẫn hàng chế đó. thì có nghĩa là duy trì có thể là hạ thấp thì ông nói rằng chúng tôi đang ở trong một lập trường hàng chế và tôi cảm thấy thoải mái với cái điều đó đồng thời tôi chỉ muốn thấy cái nền kinh tế tập tục, tục phát triển công với cái lập trường đó của chúng tôi và hy vọng rằng làm phát sẽ tiếp tục đạt mức hai phần trăm như chúng tôi để ra là công dụng như là chúng tôi mong đợi ủy ban thị trường mở liên bang đã bỏ phiếu là thống nhất là giữ lãi suất cho vay chuẩn ổn định trong khoảng từ là 5,25% cho đến 5,5% lần thứ ba liên tiếp trong tháng 12 là vừa qua. Trong khi các ngân hàng trung ương đã đệ ngọ tức là bỏ ngọ là khả năng cho một đợt là tăng lãi suất khác dự báo của họ được đưa ra sau cuộc họp là báo hiệu sự kết thúc của chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ nhất trong một thế hệ. Các dự báo kinh tế hàng quý của các quan chức cho thấy rằng họ kỳ vọng sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Thì đây đấy là cái dự báo của các quan chức phép của cục dự trữ lớn bang á rồi ở trên thưa quý vị thấy là uh, các uh, nhà nhận định về thị trường á, thì họ hy vọng rằng Fed sẽ cắt giảm cắt giảm lãi suất đến 6 lần. Uh, <laughs> nhân độ với uh, là các quan chức thì họ kỳ vọng là cắt giảm 3 lần lãi suất vào năm 2024. Thì có nghĩa là họ vẫn tin tưởng nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn ổn định. Uh, thì tuy nhiên các nhà hoạch định chính sách đã bác bỏ kỳ vọng của thị trường rằng họ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau cuộc họp vào tháng 3 là sắp tới và các quan chức của cục dự trữ liên bang tức là phép sẽ họp lần tiếp theo vào ngày 30 đến 31 tháng 1 tức là là, là, là trong trong tháng này <laughs> thì ngày hôm nay là thứ hai á, thì chủ tịch quỹ dự liên bang ở Atlanta là ông Bostic lặp lại kỳ vọng của ông ta về hai lần các giảm lãi suất trong năm nay và nói với các phóng viên sau sự kiện rằng ông mong đợi lần cắt giảm lãi suất đầu tiên là rơi vào trong quý thứ ba à, thì như vậy là đối với ông chủ tịch quỹ ban bang Atlanta thì ông uh, nhìn cái nền kinh tế lạc quan hơn so với là <laughs> các nhà mà là nhận định và khảo sát về thị trường Nó báo cáo việc làm trong tháng 12 là vào hôm thứ sáu cho thấy rằng là lực lượng việc làm tiếp tục tăng với cái mức lương cao hơn điều mà một số quan chức cục dự trữ lớn bang cho là có nguy cơ khiến giá cả tăng cao Thì một báo cáo của cục thống kê lao động cho thấy rằng bạc lương mà phi nông nghiệp đã tăng khoảng là hai trăm mười sáu ngàn sau khi điều chỉnh giảm so với hai tháng trước đó <laughs> đi lệ thất nghiệp vẫn dựa ở mức là 3.7% trong khi thu nhập trung bình của uh, trung bình mỗi giờ tăng khoảng là 0 so với một tháng trước đó thì có nghĩa là vẫn uh, tăng lương vẫn tăng uh, trong khi ông Botis là một trong những nhà hoạch định chính sách của Fed đầu tiên kêu gọi chấm dứt việc tăng lãi suất của Fed vào năm ngoái ông ta đã nhiều lần kêu gọi duy trì chính sách chặt chẽ hơn trong thời gian dài hơn tức là thắt chặt về tài chính tức là tăng lãi suất đó thì ông cho biết vào tháng 12 thì ông kỳ vọng ngân hàng trung ương hoa kỳ sẽ chỉ cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2024 mà thôi và rơi vào cuối nửa năm tức là có thể là quý thứ ba và quý thứ tư và theo ông Botic nói như vậy thì ông Botic cũng nói với các phóng viên rằng đó là một câu mở thôi để ngọ đó, đó. thì liệu phải có nên thay đổi tốc độ cắt giảm Uh, của mình hay là không và khi nào uh, nên thay đổi tốc độ cắt giảm lãi suất của mình đồng thời nói thêm rằng tốc độ hiện tại là phù hợp rồi không nhanh cũng không chậm chủ tịch quỹ dự uh, liên bang tại Dallas tức là tác giả là Lori Logan cho biết vào hôm thứ bảy uh, uh, là Fed có thể cần phải giảm tốc độ thu hẹp bạn cân đối kế toán trong bối cảnh là vấn đề mà thanh toán thêm trừ, <laughs> trên thị trường là thanh khoản á, trên thị trường tài chính là khan hiếm hơn à, thì uh, theo chủ tịch Fed là tại Dallas thì uh, là đưa ra ý kiến như vậy đó là giảm tốc độ thu hẹp các bạn cân đối kế toán của Fed thì quý vị như vậy là các chủ tịch của Fed uh, ở Dallas cũng giống như là ở um, Atlanta, cộng như New York thì họ thì những vị là quan chức của Fed thì họ có cái nhìn về cái nền kinh tế nó không định nội gì mà là mà, mà những những cái nhìn của là cả các thành phần ở Wall Street thì mặc dù thưa quý vị xin lỗi thì bên chủ tịch cục trưởng liên bang ở New York đó, thì ông cái gì đoán nếu có suy thoái á thì cuối năm này kia tức là có thể đến 63%. Tuy nhiên là các chủ tịch ở Atlanta thì ông ta có cái cái nhìn mà lạc quan hơn là so với là, là chuyên gia thị trường của Medline đó là ông Joe Matas à, thưa anh Nam thưa quý vị thì thì nhìn chung hiện tại á thì tôi kỳ vị thấy rằng là là chưa có cái gì mà nó có thể bí quan cho lắm à, thì mặc dù những cái báo cáo hoặc là các cái chuyện lược giá về thị trường là cho biết rằng thì hiện nay thì ít nhất có 24 triệu bang à, 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 đó là Chủ tịch ủy trị Lương bang phép ở Philadelphia thì cũng cho biết rằng ít nhất có 24 triệu bang đã chứng kiến cái nền kinh tế của mình tức là có mất mạng về suy thoại trong tháng 11 vừa qua à. Thưa anh xuống nam thì Nên anh ta... có, 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 nhận định với vấn đề cái nền kinh tế của Hoa Kỳ có nhiều cái công ty, nhiều dự đoán cho rằng sang năm là kinh tế bị suy thoái thì thứ anh thì thì cả các chủ tịch của dịch trung bang thì uh, họ, 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 họ có cái nhìn khác nhau giống như Philadelphia chẳng hạn thì có là có sự nhận định rằng mà có những cái báo cáo rằng nói rằng là ít nhất là có một số tiểu bang nó bị uh, cái 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 cái, cái kinh tế của họ có cùng rồi hoặc là bị suy thoái rồi cái là kể từ tháng 11 một kia đó thì uh, rồi cục trưởng liên bang ở New York thì dự đoán nó có thể suy thoái vào cuối năm nay thì tuy nhiên chỉ có là chủ tịch ngân hàng của dự trữ liên bang ở Atlanta thì có cái, cái, cái nhìn nó lạc quan hơn ông ta nhìn như thế nào ông ta nhìn về vấn đề mà uh, cái lãi suất cơ bản của uh, Fed này uh, tức là càng ngày lại càng uh, hướng đến mà cái, tỷ lệ mà họ đang mong đợi đó là hai phần trăm thì bây giờ trên đàn trên đường đi đến đó rồi uh, cái, cái, tỷ lệ thất nghiệp á bây giờ vẫn giữ ở mức là bảy ba phần trăm rồi cái vấn đề mà thu nhập trong bình mỗi giờ làm việc có tăng khoảng 0,4%. Rồi à, thì nói chung vấn đề mà lương tăng này so hơn với tỷ, tỷ lệ làm phát thì những yếu tố đó thì theo ông Chủ tịch Quỹ trị lương bang là Atlanta thì ông cho rằng là nền kinh tế không có gì mà lo ngại. Hmm. Ừ. À, ngược lại thì à, các nhà mà à, à, theo dõi thị trường á À, à, là các chuyên gia thì trong đó có à, à, ông Joe Mathis của à, Medline thì ông à, có cái nhìn lo sợ hơn và nếu như mà cái nền kinh tế của Hoa Kỳ như vậy á, thì ông ta hy vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất để mà kiềm chế lại cái, 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 cái nền kinh tế của Hoa Kỳ là lao dốc tức là à, xảy ra cái nào suy thoái và họ cũng hỏi hy vọng rằng nếu như xảy ra nạn suy thoái thoại nhưng là là hạ cảnh mềm mà thôi. Cái nó không có uh, nó đào luận uh, uh, một cách nhanh trọng cho lắm cho anh à? <laughs> Đó là bây giờ cái bản tin về kinh tế và bản tin phép chết của ấy, là những gì mà phát biểu của cựu tập đoàn Trâm và bản tin mà gây chú ý nhất của quý vị tức là các nhà Uh, uh, nhân viên tòa án cũng những như thẩm phá cùng dụng các công, công, công tổ viên thì Càng ngày càng bị là đe dọa Giáo <laughs> đoại cũng Hầu uh, cũng sợ thế anh á ừ. Không biết anh còn tin tức gì nữa thưa anh à Dạ yeah. Cũng có cái điều là Hôm nay là ở tại Dallas Forward Có một cái nổ đã xảy ra uh -huh. 21 người bị thương này. À tìm về cho có cái điều này tôi đang đọc cầu thiên phong sư dài quá mà coi chưa hết ờ, đâu, ghi ở đà lạt đà lạt ghi nhận một tình trạng gì mà bây giờ người tàu họ vượt biên sang mỹ tàu là một cái cái đệ nhị cường quốc ừ. và bây giờ người ta vượt biên đến các nước mà tung mỹ Venezuela, Ecuador này đó. từ Trung Mỹ họ vọt lên từ Mexico tìm cách xâm nhập vào Mỹ và một số người bị bắt và giam giữ tại San Diego nên là cho là cái đây trong đất di cư cũng rất đáng sợ. Nếu năm ngoái thì có khoảng một ngàn rưỡi người Âu trốn vào Mỹ thì năm nay 11 tháng đầu năm con số người lên bao nhiêu trên ba 000 ngàn người cái phong trào đi rất là dữ dàng thì em mới thấy là đề nhị cường quốc đầu gì kinh tế không tê thua hết mấy không ừ. và cái thứ hai nữa là coi cái, tôi đọc chưa dài quá mà đọc chưa hết cái hành trình nó đi không không gian nan lắm không? Ừ. anh em hành trình họ đi cũng gian nan lắm là nếu không có gì trở ngại thì ngày mai tối mai em sẽ gửi cái phóng sự này cho quý vị nghe những người Trung Quốc vượt biên lên Mỹ như thế nào. Cái, nó gợi lại một cái thảm cảnh là người Việt Nam Việt Nam trốn chạy sau kỳ khi sau 1975 mà. Đúng không? Thì giờ tới đợt là Trung Quốc. Và cả nước Nam Nam Mỹ. Rồi, mùi cuộc tin dạ, thì chứ anh thì như vậy là có cái bậc tin tức là là con sổ mừng người, người 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 trung cộng á, không? từ di dân vượt qua biên giới với Mỹ là càng ngày càng tăng theo anh đó thì um, có một cái bản tin như thế này cái bản tin này là vào tháng 3 chứ không phải là mới đây à, vào tháng 11 một thưa Nguyễn Xuân Nam chứ không phải là mới đây đâu có, có thể là mới đây còn nhiều hơn nữa tức là vào tháng 11 của năm 2023 là người ta thống kê là ít nhất là có 24 ngàn À. bây giờ là anh muốn coi bằng tin à. mới nhất như là anh... những người này ban biết coi như là họ 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 đi qua biên giới Mỹ Tây Cơ và họ đi vào Mỹ à coi muốn coi bằng tin mới nhất á à, anh coi cái bản tin breaking news của CNN CNN.com breaking news tôi hy vọng nó vẫn còn nằm trên đó là nó đang nó đưa tình trạng này kinh hoàng lắm anh ừ. và vấn đề rất là lớn Yeah, thưa quý vị, bằng tiếng này cũng đạo chú ý để mình xem thử là lý do tại sao mà coi như là à, những người mà trong cộng họ di dân định Mỹ một cách bất hợp pháp như thế này là càng ngày càng đông như vậy. Yeah. Thì à, ngay cả tháng 11 của năm 2023, thưa quý vị, là con số lên đến 24 000 chỉ đâu. Đó, yeah. 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 Thì họ thì thông thường họ đi đến uh, 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 là mẹ đê cơ và từ mẹ đê cơ đó là biên giới mẹ đê cơ họ đi qua qua Mỹ thưa anh. À. Và người ta đặt ra câu hỏi là là làm thế nào mà những di dân bất hợp pháp của trong Cộng họ lên đến Mỹ thì là càng ngày càng đông như vậy thưa anh. À. Thì cái đề tài này cũng khá là là cần quan tâm thưa anh. À. nên tôi tôi, tôi muốn coi qua đây đây dài quá không có ừ. gì trở ngại thì ngày mai tôi mới được trên lượng bản tin này đầy đủ được đã bộ tin đó là xin uh, uh, ở Fox News à Ừ. 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 Thì thôi nếu không còn gì nữa thì mình kết thúc ở đây 10 nhỉ dạ tôi anh dạ chúng uh -huh. tôi à, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình anh em chúng tôi và không quên chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh và, và hạnh phúc với gia đình xin chào những vị xuống nam xin cảm ơn mười dạ yeah. bye anh à,